Đừng bao giờ chơi với một thằng nó rủ mình mở công ty mà nó chỉ có mỗi đam mê. Bởi vì bạn sẽ ném tiền cho một thằng đam mê thì bao nhiêu tiền nó đốt cũng hết. Đó là lý do nó luôn luôn nói với mình là em rất đam mê cái lĩnh vực này nhưng em không có tiền em góp. Xong bắt đầu mình thấy là anh rất là hạnh phúc vì em rất là đam mê nên anh sẽ đầu tư cho em làm và anh tin tưởng với tất cả sự đam mê của anh, của em thì tin chắc nó sẽ tốt. Nên nhớ, ném tiền cho thằng đam mê mà nó không hiểu gì về tài chính thì bao nhiêu tiền nó đốt cũng hết. Đấy là lý do mà nó nghèo đến mức độ nó có khi nó 40-50 tuổi rồi nó không có nổi một đồng để góp vốn. Vâng ạ, em chào thầy. Rồi, vâng. Thầy cho em hỏi với, em đang 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 muốn đầu tư, tức là em đang muốn cổ phần vào một cái phòng phòng tập gym ạ. Vâng. Tại vì là sau cái dịch Covid ấy, thì ở đấy người ta cũng hơi đuối, thì là muốn kêu gọi cổ phần để em mới bắt đầu dúng tay vào để làm. Nhưng từ trước cái này Vâng. thì em vẫn là kinh doanh cái sản phẩm hữu hình. Nhưng bây giờ Vâng. em vào cái này em nghiên cứu thì em thấy nó là một cái sản phẩm vô hình. Vâng. Thế nhưng trong cái thị trường gym bây giờ thì nó hơi bão hòa, nó nhiều quá rồi, nhưng em đang chưa tìm được một cái hướng ngách nào đấy đi để định hướng được cho nó. Ở hiện tại ở cái phòng gym này thì nó đang hoạt động theo hướng tức là private, có nghĩa là kèm một một. Ví dụ như là một cái ca tập ấy thì chỉ có là 3 người thôi và sẽ take care từ ăn trọn gói hơn. Vâng. Tôi lại chị không làm theo cảm xúc như vậy. Bây giờ tôi hỏi chị thế này, chị Dạ. kỳ vọng là cái phòng gym đấy một tháng sẽ có bao nhiêu cái user khách hàng họ tham gia vào đó, và mỗi một user khách hàng họ sẽ trả cho mình thu nhập mà một cái doanh thu bình quân là bao nhiêu, và nhân với số user thì nó ra doanh thu của điểm tập gym. Vâng. Và câu hỏi thứ hai là với cái mức độ thu phí trên một user của một khách hàng họ đến họ tập của mình nhá, bao nhiêu buổi đấy là bằng đấy tiền, thì liệu ở cái thị trường đấy có người đến tập không, có đúng không ạ? Những cái câu Vâng. hỏi đấy hỏi đầu tiên, và Rồi. bạn mới tính được doanh thu. Và tiếp tục, cái liệu cái doanh thu ở đây nó có tiếp tục nó tăng lên không, hay là nó sẽ dừng lại ở con số đó vì nó bão hòa về mặt tổng doanh thu. Thứ ba là liệu các cái đối thủ nó có mở thêm, có cơ hội nó mở thêm ở đây không. Nếu các đối thủ nó mở thêm ở đây thì mình bị chia sẻ mất cái miếng bánh. Cái đấy gọi, người ta gọi là nguy cơ cạnh tranh. Xong được cái đó xong thì tính là doanh thu, thì chị tính là nếu mà đạt được cái doanh thu kỳ vọng như vậy thì cái chi phí trên cái điểm bán này là bao nhiêu? Chi phí cho huấn luyện viên, chi phí cho mặt bằng, chi phí cho điện nước, chi phí cho các cái khấu hao. Và cuối cùng chỉ còn lợi nhuận bao tiền một tháng, và tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư là bao lâu, là bao nhiêu, và bao lâu thu hồi vốn. Tức là bài toán của mình là bài toán của nhà gì, nhà tài chính. Vậy tôi hỏi chị là chị đầu tư vì đam mê hay là đầu tư về để kiếm tiền, thưa chị Tú? Em đầu tư thì là để kiếm tiền, còn các cổ đông còn lại em là em các em 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 vâng, tôi đang em hỏi, là để kiếm tôi có tiền. nói chuyện với Vâng. cổ đông đâu. Em là sẽ để kiếm tiền và cái vị trí em tham gia sẽ là đứng ở góc độ nhà Vâng, kinh doanh. nếu Vâng. mà để kiếm tiền thì chị phải tính tiền. Sao để kiếm tiền mà cứ nói bằng đam mê là làm sao? Hay nhỉ. Bảo thích ăn cá bống mà này cứ thò đũa gắp rau, xong đút vào mồm mà thấy ơi không thấy cá bống đâu. Nhé chị Tú. Em đầu tư vì tiền thì em đã tính tiền chưa, nhưng mà em rất là đam mê. Thầy, Mỗi thằng nhưng thầy nếu kiểu nếu đúng. bây giờ nếu ví dụ em nếu như mà đứng ở trên góc độ là, nếu giả dụ bây giờ em sẽ rút, em rút nếu ở góc độ kinh doanh mà các bạn ấy vẫn tiêm muốn tiếp tục là theo con đường đầu tư tiếp là bởi vì nuôi đam mê chẳng hạn, thì sẽ có một cái hướng nào để đi được không thầy, nếu em rút ra thì để các bạn đồng đội vẫn có thể đi tiếp? Em rút ra thì làm sao họ không đi tiếp được, họ đam mê cơ mà. Em rút Đúng, ra họ được. là họ đam mê. Em thì Em chỉ có rút. tiền thôi, em chỉ có tiền là Nhưng mà em nếu đam mà em mê rút cái ra thì họ, nhưng mà nếu mà em rút ra thì họ không có tiền đúng không? đúng rồi, họ tiền lực nó rất là yếu thầy ạ. Đừng bao giờ chơi với một thằng nó rủ mình mở công ty mà nó chỉ có mỗi đam mê. Bởi vì bạn sẽ ném tiền cho một thằng đam mê thì bao nhiêu tiền nó đốt cũng hết. Đó là lý do nó luôn luôn nói với mình là em rất đam mê cái lĩnh vực này nhưng em không có tiền em góp. Xong bắt đầu mình thấy là anh rất là hạnh phúc vì em rất là đam mê
nên anh sẽ đầu tư cho em làm, và anh tin tưởng với tất cả sự đam mê của anh, của em thì tin chắc nó sẽ tốt. Nên nhớ, ném tiền cho thằng đam mê mà nó không hiểu gì về tài chính thì bao nhiêu tiền nó đốt cũng hết. Đấy là lý do mà nó nghèo đến mức độ nó có khi nó 40-50 tuổi rồi nó không có nổi một đồng để góp vốn. Thực ra là em hỗ trợ em trai em ạ. Tức là bản thân nó thì đam mê, nhưng mà tuổi tuổi thì cũng trẻ. Thế đúng, đúng. Rất là Kể đam cả, mê, em muốn hỗ trợ kể thì cả để thằng nó em sang trai bên mình, tương tác. kể cả thằng em trai mình mà ném tiền cho nó mà nó lại đốt đi, vậy thì bước một, thay vì ném tiền để nó đốt thì ném tiền cho nó đi học. Vậy thì mình sẽ ra một cái kèo, tao sẽ đầu tư cho mày 300, nhưng với điều kiện trong 300 này mày phải bỏ ra 30 đi học, và mày học xong về tao kiểm tra về mặt tài chính, hiểu biết về mặt tài chính thì mày sẽ có 270 đi làm tiếp. Chứ tao không đưa cho mày 300 và mày tiếp tục mày đốt. Có hiểu không chị Tú thân mến? Vâng. Chứ không phải là vì em rất là thương em mà bây giờ nếu mà phải ném cho em nó 500 triệu thì nó mới tiếp tục nó đi được, chứ không thì hỏng mất niềm đam mê của nó. Mẹ lại đưa cho nó 500 triệu, một năm sau nó lại bảo chị ơi đam mê của em hết mẹ rồi, tiền hết sạch rồi, em lại muốn đam mê cho em 500 triệu nữa thì không ai chơi. Cho nên tao sẽ đưa cho mày 500 triệu với điều kiện: một, cầm 50 là đi học, và học xong về tao kiểm tra, nếu trả lời được bằng này câu hỏi của tao thì sẽ có 450 thực hiện đam mê. Nhưng lần này đam mê có định hướng, chứ không phải đam mê một cách là rồ rạ. Có Hiểu học đây. thầy suốt đấy thầy ạ, nhưng chưa biết ứng dụng. Có học cả khóa startup của thầy, em cho nó học hết mà. Tất nhiên là không phải ai đi vơ được gạo về cũng có cơm để ăn, nó còn phụ Đúng thuộc vào biết nấu cơm hay không nữa chứ. rồi. Vâng. Nhảy. Thế nên là rồi, đợt vừa rồi em cũng nghĩ là hay là liên hệ với bên thầy thì để xem có được cái kiểu như người định hướng ấy thầy, để làm cái job như kiểu là thuê người định hướng cho người ta về mặt kể cả mặt kinh doanh, PR, marketing, tất cả mọi cái ấy, thì có được Không không? ai, không ai định hướng cho thằng mù nó bước đi được cả đâu nè. Việc đầu tiên người ta phải mổ cho mắt nó sáng rồi bắt đầu với định hướng. Có hiểu không vậy? Tôi đố em làm kinh doanh mà em nhờ một người định hướng mà trong khi đó em mù về kinh doanh. Thì kiểu gì hở ra phát em bị tai nạn ngay. Cho nên là việc đầu tiên là phải giúp cho nó mắt nó thôi, nó không được sáng tinh như người bình thường, nhưng nó phải mờ mờ nhìn thấy chứ. Nó phải hiểu một chút về kiến thức chứ. Rồi Vâng ạ, để Tú cảm ơn nhá, thầy. cần Dạ. là em thì mình không tiếc tiền mình đầu tư cho nó, nhưng phải biết cách đầu tư để nó không phải là người đam mê một cách rồ rại nữa, mà đam mê có định hướng, để những cái đồng tiền mình đưa cho nó là những cái viên gạch đầu tiên giúp cho nó khởi nghiệp, chứ không phải là viên gạch là những đống gạch mà ném xuống biển. Đấy, và đấy mới là cách giúp cho em nó phát triển. Chứ nếu mà mình giúp mà đến mức độ mà nó ném đi đâu mà nó không biết, mà mình cũng chả biết nó ném đi đâu, thì chính mình cũng là đam mê rồ dại. Tức là đam mê giúp em mình một cách rồ dại, còn em mình nó đam mê nghề nghiệp một cách rồ dại. Tú nhỉ? Vâng ạ. Ừ, nhá. Vâng, em cảm ơn thầy. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh số 5.